nhìn tụi nó già mà tụi nó xấu mà nhìn chả ra thể thống gì. Thằng má để tóc trắng thì da đen, thằng thì đã già quắc rồi còn đội nón bảo hiểm cưa sừng làm nghe. Thằng nó má mặc mặc cái quần què gì vậy? À, như anh em mình à. Đồ báo nặng lắm. Anh em như anh em mình thấy không? Anh em mình rất là ngầu. Kêu quả báo hoài à. Quả báo gì mà quá. Thấy bên mình không nhìn rất là ngầu. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide. Catching fire. Yeah. Sao tặng súng lục gì trời, mấy thằng kia không biết chỉnh hết trời. Mẹ, súng lục nữa. Mày. Anh chạy đi nghĩa, anh chạy đi rồi em bắn thôi. Ok. Lên. Cái gì vậy trời, thì có xe tải này hả? Trời ơi, đụng cái chỗ vàng nó sai rồi trời. Xe tải này hả? Thiệt hả? À, chạy đi ông vòng bây giờ mới tới trời. Chạy ra. À, à. Đồ. Nó tận cùng cái map luôn rồi, với cái tốc độ này khi nào mới tới. Lỡ rồi đi. Có cách nào nhanh hơn không? Này mà gắn gì nitro vô thì ngon á. Yeah. Nitro á nghĩa thiệt hả nghĩa? Hết chết rồi không à. Má mình cầm xuống luôn mình bắn sao lại nghĩa? Chứ nó cầm cái giống gì, nó cũng cầm súng lục thôi chứ cầm gì. Mà em nói là cầm súng lục rồi bắn chừng biết chừng nào. Cái bánh xe này có bulletproof không vậy? Không, nghĩ ra vậy ba. What? Nó đi mô tô, nghe nó đi mô tô, từ từ, anh chạy đi rồi để nó tới em bắn nó cho. Đờ khốn nạn gì trời. Nó đi mô tô. Nó đi mô tô còn mình đi lái, đi cái xe cùi này sao trời. Ghê lý. Anh để nó chạy lên, nghe em bắn nó mới được nghe. Ok. Nhưng mà giờ anh phải đi anh đúng tốc độ chạy, sao vậy? Trời ơi, giờ thời gian đâu nó mà chậm thôi mà. Thì phải thông. Nó chạy đi. Nó mà bắn trúng cái bánh xe là anh thề luôn á. Trời chết hả, thấy không? Chơi láng cả nhà nó luôn. Hay quá thốn, đúng rồi. Nó sao bắn nó hay vậy? Mẹ. Má thằng nó tóc 23 nó nghĩa. Ba phát 20 mấy dặm nó mới tới không à, cố lên. Má này đi mô tô luôn nè. Trước mặt á, trước mặt. Cán cho cái. Chạy ngu con. Rồi, chết hết rồi. Đợi Nghĩa ơi, cố lên. Đang cố nè. Wow. Ây da. Trời ơi, Nghĩa ơi, Nghĩa. Phải không vậy? Không. Nó không ơi. Quá ngầu. Mà sao nó không chỉnh súng á? Ờ nhìn thằng Huy đúng ngầu luôn mà. Nhìn cái tướng đó. Nó nhìn em giống này biết cái cầm quá Nghĩa ơi. Không, nhìn em mới đẹp trai nè, thấy không? Trời ơi, nhìn ngang trời ơi, để râu mũi cao, da trắng dựng tóc xong hình đẹp, quá trời đẹp trai luôn, muốn gì nữa. Đây là màu vàng. Yeah. Nó Huy mặc đồ như mua mà chạy qua rừng ngàn cái vậy. Anh chạy cái biên kẻ Huy. Nó có tiền. Trời ơi, cầm cái súng như súng nước. Trời ơi, thôi ơi. Đi con mở súng của tao. Huy ơi, đây Huy ơi. Đi. Đi con ngoại Huy ơi. Nó vô rồi, chết nghĩa rồi. Đừng có đẩy không? First love man, shotgun kìa, nó cầm shotgun, nó đứng ở ngoài á. Thằng. Sao ơi, thỏng người ra giết luôn nha. Đừng không, đừng có liều. Kia nó đi xe. Nó vô rồi, thông máy rồi. Thông nó đi. Nó đi xe. Ừ. Nó xuống nhóm kìa. Thằng tôi đi cho chậm vậy. Ủa thắng chưa? Yeah. Thắng rồi.
mới có một dáng thôi. Nói nhìn thằng tôi như David Beckham vậy trời. Nó bắn xuống cũng giỏi, đá banh cũng giỏi. Cái vụ bắn súng cũng giỏi nữa hả? Kệ con mẹ không. À, hai dáng là Huy ơi, hai dáng là hai dáng lận. Cái gì? Nhìn anh giống như cái rượu vậy. Súng rồi trời ơi, đẹp trai. Nè, từ từ Huy ơi, không đỡ cái súng đi, thật là đỡ mất kiến Ray-Ban chứ mà. Tay của tôi bự nhìn nhau hiểu lắm thôi. Đỡ mất kiến Ray-Ban Huy ơi. Con nhện. Có mất kiến màu cam rồi ba, mất kiến của mùa hè. Ủa? Không chưa làm gì hết nữa. Huy xử lý xong hết rồi. Vô lỗ. Công nhận mấy thằng mới vô mới nhìn để đầu tóc nhìn cũng bựa thiệt. Mấy thằng đó chắc kiểu cũng chán đời lắm rồi, đứng mình bắt luôn á. Huy Huy cắt cược Huy ơi, bỏ tiền ra đi Huy, bỏ tiền ra, bỏ 5.000 ra luôn. Chơi luôn. 10.000 thì không. Cái gì? Bỏ 5.000. 5.000 vô. 5.000 thôi, 5.000 thôi. Giờ làm thì mất tiền rồi. Vô. Vô. Hai mới vô hãy nhúng 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 lại con quải. Nhìn Huy gọi súng lục rồi trời cha ơi, đứng cái chân nó quẹo. Tôi đâu cần phải quẹo như vậy thôi. Bắn mấy bài mà đừng chơi tên lửa. Ê nó thì ơi, mình chơi bằng súng máy á, nó mới đã, đừng chơi tên lửa. Bắn xe tăng luôn ba, súng máy là bắn xe tăng cái một tăng nổ bằng luôn. Ủa cái này sao bắn gì vậy? Bắn mấy bài mà. Kìa nó kìa. Có zero kìa. Đang dí theo nè. Ơi, sao lại có một chiếc. Nó chết rồi. Thắng rồi. Oh, easy money. Nhiều tiền quá không ơi. Nghe nghiêng. Không ăn chắc 166 rồi, Phi ơi. Lớn rồi, dụng tóc đàng hoàng đi không? Lớn rồi, đừng có mua hay đừng có mua đồ ở chợ đúng không?